Cháu năm nay 24 tuổi, bị mất ngủ do thủ dâm 9 năm. Đi khám bác y thì bảo bị thận âm hư, uống thuốc tư âm bổ thận mà vẫn không khỏi được, nghĩa là vẫn chưa ngủ được. Tự nhiên chữa là phải mất thời gian. Cái thứ hai là 24 tuổi mà ông đã ăn chơi nhảy múa từ 9 năm, nghĩa là từ lúc 15 tuổi. Cái tuổi nó đang gọi là hướng dương, đang lãi thì ông phá. Mà mấy ông này là gây nghiện rồi, có phải ngày một lần đâu hoặc là tuần một lần đâu, mà ngày có những ngày 3-5 lần cơ, mệt lắm. Cơ thể chúng ta được ví như micro ấy. Tất cả những tốt đẹp như vậy, tất cả đều có cùng kiện vận hóa. Tiên thiên thì trời sinh ra thì tiên thiên là tất cả, đặc biệt là thận. Thế nhưng được nuôi dưỡng bởi hậu thiên là tỳ. Khi trẻ con mới sinh ra cái xương ở trên này nó còn không có, bao nhiêu tuần tuổi sau nó mới hoàn thiện lại, nó mới đẩy lên, thì tất cả cơ thể nó vận hóa được, nó đẩy toàn bộ lên. Tốt đẹp nhất là đẩy lên não bộ, để giúp não bộ thông minh và cân bằng âm dương. Thế mà ông đang cái tuổi hướng dương thì ông lại tháo từ trên giáo từ dưới, tức là từ trên xuống, dẫn đến trạng rối loạn chức năng của tuyến yên vùng dưới nồi này. Tuyến yên là một cái tuyến gọi là vua của các tuyến nội tiết, nó sinh ra rất là nhiều, một là FH, hai là ACTH, ba là TSH, bốn là rất là nhiều loại học môn. Rồi thì cái quan trọng nhất là cái ACTH, nó kích thích vào cái tuyến thượng thận. Cái tuyến thượng thận thì nó sinh ra cortisol nội sinh, sinh ra cái khả năng tình dục của nam và nữ, cũng như là bảo vệ tế bào da, và cũng có một cái tuyến nữa kích thích để làm cho cái nang trứng hoặc là cái testosterone của đàn ông hoặc là estrogen của phụ nữ. Thế nhưng hôm nay ông dùng mẹ hết rồi, quanh người nó mất cân bằng, đặc biệt là bây giờ nó rối loạn chức năng hay quên đấy rồi. Xong kể thêm hay quên nữa cháu, nó lắm quá mức này, kiểu thế. Thế thì bây giờ cái phương pháp chữa là như thế nào thì khi mà đi đến bác sĩ thì người ta nói là bị thận âm hư thì người ta cắt thuốc cho, nhưng quan trọng nhất là cái tâm lý mới là quan trọng. Người này là thuốc chả có thuốc rời thì bẻ, thuốc bẻ thì bằng tâm lý. Nếu không được khám và các bác sĩ phải có khả năng mạnh mẽ về cái chốt về mạnh mẽ về tâm lý, đặc biệt là vỗ đầu, bắt phải vỗ đầu thật nhiều nhé. Đọc bệnh của tôi là bệnh rất nhẹ, bệnh của tôi từ sẽ khỏi, vỗ từ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, đọc như thằng điên, không quan tâm, đọc thật to, mồm đọc thật to, tai nghe điều tốt, và vỗ đầu ấy tự nhiên cái tuyến yên nó cân bằng, thế là ngủ được cái tự nhiên nó hồi phục lại. Còn cái này quan trọng nhất phải uống bổ thận nữa nhé. Xin chào.